Thập hạnh kinh văn. A nan thị thiện nam tử thành Phật tử dĩ cụ túc vô lượng Như Lai diệu đức thập phương tùy thuận danh hoan hỷ hạnh. Việt dịch: A nan thiện nam tử đã thành Phật tử rồi, có đầy đủ diệu đức vô lượng của Như Lai và tùy thuận mười phương gọi là hoan hỷ hạnh. Giảng giải: Thập hạnh là bước kế tiếp trong Bồ Tát vị, gồm một hoan hỷ hạnh, hai nhiều ích hạnh, ba vô sân hạnh, bốn vô tận hạnh, năm ly si loạn hạnh, sáu thiện hiện hạnh, bảy vô trước hạnh, tám tôn trọng hạnh, chín thiện pháp hạnh, mười chân thật hạnh. Nay chúng ta bàn về hạnh thứ nhất, đó là hoan hỷ. Mười hạnh ở đây tương ứng với mười ba la mật và pháp đầu tiên là bố thí. Đức Phật Thích Ca gọi bảo: A nan thiện nam tử đã thành Phật tử rồi, có đầy đủ diệu đức vô lượng của Như Lai. Khi các Bồ Tát trở thành Phật tử, họ sở hữu diệu đức của Phật và tùy thuận mười phương gọi là hoan hỷ hạnh. Tùy thuận là thực hành bố thí. Chúng ta đã nhiều lần nói về sự bố thí có ba loại bố thí: một tài thí, hai pháp thí, ba vô ý thí. Ngoài ra còn có hai loại bố thí: tài thí, pháp thí cũng bao hàm đủ các pháp. Hạnh hoan hỷ là thực hiện việc bố thí với tâm hoan hỷ, vui mà ban cho, không phải bị ép buộc phải cho, hoặc ban cho ai thứ gì đó mà lòng còn do dự, tôi thích tặng cho, nhưng đó là tiền của tôi. Giống như cho tiền người khác mà mình bị cắt đi đoạn thịt vậy, mọi người đều biết nếu không bố thí sẽ chẳng được công đức gì. Và đấy cũng là điều nan giải, nếu cho tôi sợ sẽ mất tiền, còn không cho tôi sợ sẽ thiếu đi công đức, thật chẳng biết tiến thoái thế nào. Điều đó chắc chắn không phải là hạnh hoan hỷ, vì nó chẳng khác gì bị ép buộc vậy. Này quý vị, không thể nói bố thí chẳng có công đức gì, nhưng công đức ấy sẽ tan biến mất khi lòng phân vân bàn tặng, đó là hành động không thực lòng. Hẳn nhiên người ta sẽ cảm thấy vui khi bố thí, cho dù không phải là tiền bạc của chính mình, họ cũng thấy vui khi ban cho ai thứ gì đó. Phương diện khác nữa của sự bố thí là làm cho người khác thấy vui. Khi bố thí, quý vị không thể hành động như ai đó ném tiền cho hành khất. Chẳng hạn có người bò lết đến trước cửa quý vị, vừa than vãn: Thưa chú, thưa bác, cho tôi xin chút thức ăn. Và quý vị mở cửa ném ra ít tiền bảo: Đó, đi chỗ khác đi. Đấy không phải là bố thí. Hành động như vậy chẳng có công đức gì, còn người nhận kia thật chẳng vui tí nào. Người Trung Quốc có tục ngữ: Người ta không ăn những thứ kẻ khác ném cho. Chẳng ai muốn nhận lấy tiền bạc hoặc thức ăn theo cách đó, cho dù họ có đói quá cũng vậy. Người có lòng tốt, thực lòng bố thí sẽ không có ý nghĩa mong chờ đền ơn đáp nghĩa, tránh không để người nhận có suy nghĩ phải cảm ơn. Trong hạnh hoan hỷ, bố thí có nghĩa là mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Kinh văn: Thiện năng lợi ích, nhất thiết chúng sanh, dành nhiều ích hạnh. Việt dịch: Khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là nhiều ích hạnh. Giảng giải: Khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, nói về cách dùng giới, tức là dùng giới đức viên mãn của mình và cảm hóa chúng sinh, khiến mọi người giữ giới để được nhiều lợi ích. Đây gọi là nhiều ích hạnh. Đấy là hạnh thứ hai của Bồ Tát. Kinh văn: Tự giác giác tha, đắc vô vi cự, danh vô sân hạnh. Việt dịch: Tự giác và giác tha được không chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Giảng giải: Tự giác và giác tha, đó là những gì chúng ta phải thực hiện, vì đấy là điều cần thiết để học Phật và tự giác. Chúng ta phải giúp cho mọi người cùng thành tựu Phật đạo, làm lợi mình và lợi người, đừng ích kỷ với những gì mình đạt được, không ganh tị hoặc ngăn trở người khác. Nếu ai đó hiểu Phật pháp hơn ta, cũng đừng ganh ghét họ. Nếu ghen tị ganh ghét, quý vị ắt phải chịu quả báo ngu si trong tương lai. Quan sát pháp một cách sâu xa, chúng ta sẽ không bao giờ ganh ghét ai, cũng chẳng ngăn trở người nào. Nếu có ai đó giác ngộ, còn quý vị thì không. Đừng nói quả thật Phật cũng chẳng công bình, tại sao người đó giác ngộ còn tôi thì không? Đó là sự vô minh của quý vị đấy. Hoặc có người nghe pháp họ liền tích cực học tập, họ học nhanh, có được thầy dạy chúng lăng nghiêm, còn như người không được thầy dạy lại sinh lòng ghen tức. Tại sao họ hơn tôi? Sao họ học nhanh thế? Trong bất cứ trường hợp nào, quý vị cũng không nên ghen tức người khác. Hãy vui khi thấy người có thầy dạy tốt, hãy vui khi biết người giác ngộ. Tôi lặp lại, nếu quý vị ghen tức người khác, quý vị sẽ trở nên ngu si trong tương lai. Sự ngu si sẽ khiến quý vị chẳng còn hiểu biết gì, kể cả ăn uống. Những chúng sinh như thế tất sẽ trở thành vô dụng.
ngay cả cái ăn cũng không biết thì chỉ còn cách chết đói. Vậy nếu có ai thành công hơn ta, hãy vui với niềm vui của họ, như vậy Bồ Tát sẽ được không chống trái. Đây là pháp nhẫn nhục thứ ba trong ba la mật. Khi niềm vui xảy đến, họ cảm thấy vui. Khi bất hạnh xảy ra, họ vẫn vui. Họ không chống lại những điều trái nghịch. Đấy là sự kiên nhẫn. Trong mọi trường hợp, họ đều nhẫn chịu. Tôi đọc lại bài thơ của Bồ Tát Di Lặc sau. Lão già khùng, mặc áo tơi tả và cái bụng to đầy thức ăn, manh áo vá chống lạnh, vương lấm bụi đường. Có ai đó lẩm bẩm cái lão khùng, ông ta liền gật gù phải đấy. Nếu có ai đánh, ông ta lăn ra ngủ. Khạc vào mặt tôi đi rửa, tôi không bực tức. Đấy là ba la mật, là châu báu vi diệu. Nếu biết được điều ấy thì có lo gì không đạt đạo. Đấy là pháp nhẫn nhục thứ ba, gọi là vô sân si hận hạnh. Kinh văn: chủng loại xuất sanh, cùng vị lai tế, tam thế bình đẳng, thập phương thông đạt, danh vô tận hạnh. Việt dịch: từ các chủng loại mà hiện ra sắc thân cùng tột vị lai, ba đời đều bình đẳng, mười phương được thông suốt, gọi là vô tận hạnh. Giảng giải: từ các chủng loại mà hiện ra sắc thân, nói về sự chuyển hóa hiện hiện của 12 loại chúng sinh, những hóa thân trong các loài hữu hiện thành sắc thân đến cùng tột vị lai, ba đời đều bình đẳng. Đấy là ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai có thể tỏa khắp mười phương được thông suốt, đến vô cùng vô tận, gọi là vô tận hạnh. Đấy là hạnh thứ tư, tương ứng với tinh tấn độ. Kinh văn: nhất thiết hợp đồng chủng chủng pháp môn, đắc vô sái ngộ, danh ly si loạn hạnh. Việt dịch: tất cả cùng hợp về đồng, nơi các thứ pháp môn được không sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Giảng giải: đây là thiền độ thứ năm, tâm không tán loạn, tất cả cùng hợp về đồng, nơi các thứ pháp môn được không sai lầm. Phật thuyết giảng các pháp, các chúng đều hiểu biết và hành theo pháp, đấy gọi là ly si loạn hạnh. Kinh văn: tắc ư đồng chung, hiền hiện quần dị, nhất nhất dị tướng, các kiến đồng, danh thiện hiện hạnh. Việt dịch: và ở tại trong đồng hiện ra nhiều cái khác, nơi mỗi mỗi tướng khác, đều mỗi mỗi thấy là đồng, gọi là thiện hiện hạnh. Giảng giải: và ở tại trong đồng hiện ra nhiều cái khác, cái đồng đây là lý, và dị khác biệt là sự. Chân thể bình đẳng là đồng, hiện tượng hữu vi là dị, nơi mỗi mỗi tướng khác đều mỗi mỗi thấy là đồng. Đấy là chỉ chung mọi hiện tượng đối với lý, đó là: một, lý vô ngại trong sự; hai, sự vô ngại trong lý; ba, sự sự vô ngại; bốn, lý sự cùng vô ngại. Do đó trong cái đồng hiện ra cái dị, trong cái dị lại có cái đồng, đấy gọi là thiện hiện hạnh. Đồng và dị không gây chướng ngại nhau, trong mỗi cái này lại hiện ra cái kia, đấy là trí tuệ viên mãn. Kinh văn: như thị nãi trí thập phương hư không, mãn túc vi trần, nhất nhất trần trung, hiện thập phương giới, hiện trần hiện giới, bất tướng lưu ngại, danh vô trước hạnh. Việt dịch: như vậy cho đến mười phương hư không đầy khắp vi trần, trong mỗi mỗi vi trần hiện ra mười phương thế giới, hiện vi trần hiện thế giới đều chẳng ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Giảng giải: như vậy cho đến mười phương hư không đầy khắp vi trần, không chỉ có cái đồng cái dị có thể xuất hiện, trong cái dị cũng có cái đồng hiện hữu, cái ít sinh ra cái nhiều sinh ra cái ít, cái lớn sinh ra cái nhỏ sinh ra cái lớn. Hư không biểu hiện sự lớn rộng, vì trần tượng trưng cho sự nhỏ nhiệm, trong mỗi hạt bụi lại hiện ra cả thế giới, mỗi thế giới đều dung hợp trong vi trần. Nhưng khi thế giới hiện trong hạt bụi không phải là trường hợp thế giới thu nhỏ lại, hoặc hạt bụi nở to để chứa cả thế giới. Đây là sự to lớn vĩ đại hiện hiện trong cái nhỏ nhặt, và cái nhỏ nhặt biểu hiện sự lớn lao chẳng chút chi nghi ngăn ngại. Trong mỗi mỗi vi trần hiện ra mười phương thế giới, hiện vi trần hiện thế giới. Các thế giới trong mười phương là mênh mông rộng lớn, trong khi hạt vi trần thì quá nhỏ nhoi. Thế nhưng không phải vì vậy mà thế giới thành do nhỏ bé, hoặc hạt bụi trở nên rộng lớn. Hiện vi trần hiện thế giới đều chẳng ngăn ngại nhau, tất cả đều dung thông với nhau, không ngăn ngại nhau. Đấy gọi là vô trước hạnh. Thế giới là vi trần là thế giới, nhỏ là lớn là nhỏ. Sự biểu hiện ấy là hạnh vô trước. Đây là phương tiện độ thứ 7. Kinh văn: chủng chủng hiện tiền, hàm thị đệ nhất, ba la mật đa, danh tôn trọng hạnh. Việt dịch: các thứ hiện tiền đều là ba la mật thứ nhất, gọi là tôn trọng hạnh.
giảng giải, hạnh tôn trọng cũng tức là nguyện độ. Các thứ hiện tiền đều là ba la mật thứ nhất, mọi sự hiện hữu đều là ba la mật thứ nhất, là pháp tiến đến bên kia bờ. Đấy gọi là tôn trọng hạnh. Đây là hạnh thứ 8. Kinh văn: Như thị viên dung, năng thành thập phương, chư Phật quỹ tắc, danh thiện pháp hạnh. Việt dịch: Viên dung như vậy có thể thành tựu quy tắc của chư Phật mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Giảng giải: Viên dung như vậy khi tất cả đều trở thành đệ nhất ba la mật, có thể thành tựu quy tắc của chư Phật mười phương. Người tu hành thực hiện các pháp đều đúng và thích hợp với pháp tắc của chư Phật mười phương. Đây gọi là thiện pháp hạnh. Đấy là thành tựu lực. Con người phải vận dụng sức mạnh từ chính mình. Đấy là hạnh thứ 9. Kinh văn: Nhất nhất giải thị thành tịnh vô lậu, nhất chân vô vi tánh bổn nhiên cố, danh chân thật hạnh. Việt dịch: Mỗi mỗi đều là nhất chân vô vi thành tịnh vô lậu, vì tính bản nhiên là vậy, gọi là chân thật hạnh. Giảng giải: Hạnh thứ 10 trong thập hành là chân thật. Mỗi mỗi đều là nhất chân vô vi thành tịnh vô lậu, vì tính bản nhiên là vậy. Mỗi mỗi là chỉ cả 9 hạnh trước đó đều thanh tịnh vô nhiễm. Ở đây chỉ có sự chân thật, vô vi và chân tính vốn dĩ như thế. Đấy gọi là chân thật hạnh. Đấy là trí độ, hạnh thứ 10 của Bồ Tát. Thập hồi hướng. Kinh văn: A Nan, thị thiện nam tử, mãn túc thần thông, thành Phật sự dĩ, thuần khiết tinh chân, viễn trừ lưu hoạn, đường độ chúng sanh, diệt trừ độ tướng, hồi vô vi tâm, hướng niết bàn lộ, danh cứu hộ, nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng, hồi hướng. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử đó đầy đủ thần thông, thành tựu Phật sự xong, toàn là một tính chân thuần khiết, xa các lầm lỗi, chính khi hóa độ chúng sinh mà diệt tướng năng độ sở độ, trở lại với tâm vô vi, hướng về đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sinh tướng, hồi hướng. Giảng giải: A Nan, thiện nam tử đó, các vị Bồ Tát tu thập hạnh, phát triển chân trí tuệ và thực hiện những lời chân thật, họ đó đầy đủ thần thông, thành tựu Phật sự xong, đi khắp cả mười phương làm vô số Phật sự. Do vậy, tu tập muôn hạnh như hoa đốm giữa hư không, ngồi tại đạo tràng như trăng trong bóng nước, hàng phục ma quân như ảnh hiện trong gương, hành đại Phật sự khác nào cơn mộng mị. Đấy là biểu tượng của tinh thần vô trước. Mọi sự đều như ảo tưởng vô thường, không có gì là hiện thực. Vì vậy họ không bám trước vào điều gì. Chính sự vượt qua tất cả đó nên quý vị sẽ được tự chủ. Những người tu ấy toàn là một tính chân thuần khiết, họ đã thành tựu được như vậy nên xa các lầm lỗi, tất cả chẳng còn điều gì ngăn trở. Và chính khi hóa độ chúng sinh mà diệt tướng năng độ sở độ, khi độ chúng sinh họ không thấy có chúng sinh được độ, cũng chẳng thấy có tướng độ chúng sinh. Kinh Kim Cang giảng ý đó rất hay. Đức Thích Ca nói: Diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà không thấy có chúng sinh nào được độ. Trái lại, một người không có tinh thần vô trước thường hay suy nghĩ: Tôi đã làm việc này, tôi đã làm việc nọ, người ta xây một ngôi đền và nghĩ rằng mình đã làm công việc lớn lao, chắc chắn sẽ được nhiều công đức. Tại sao phải cần người khác biết đến việc làm ơn ích của mình? Trách nhiệm của mọi người chúng ta là độ sinh, nhưng đừng chấp vào tướng độ sinh ấy. Có nhiều người hay phàn nàn: Tôi không trộm cắp, không sát sinh, không làm điều gì xấu, tại sao tôi không được may mắn? Có người phạm tội trộm cắp sát sinh nhưng đời sống họ tốt hơn tôi. Đấy là quan điểm rất sai lầm. Trở lại với tâm vô vi hướng về đường niết bàn, quay trở lại với tâm vô vi của tiểu thừa để hướng đến niết bàn, đấy gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sinh tướng, hồi hướng. Các Bồ Tát có trách nhiệm độ sinh và họ là một phần trong sự độ sinh ấy. Dù vậy họ không nghĩ về công đức độ sinh, vì đó là nhiệm vụ, là công việc tôi phải làm, đó là việc phải làm. Nhưng quý vị sẽ hỏi: Cứu độ chúng sinh không có công đức gì sao? Vâng, đúng thế, đừng nghĩ về điều đó. Quá khứ là quá khứ, quý vị đừng bận lòng làm gì. Đừng để ý nghĩ cứu độ chúng sinh quấy rối lòng mình. Kinh văn: Hoại kỳ khả hoại, viễn ly chư ly, danh bất hoại, hồi hướng. Việt dịch: Diệt hoại tất cả những gì có thể diệt hoại, xa lìa các sự phải xa lìa, gọi là bất hoại hồi hướng. Giảng giải: Diệt hoại tất cả những gì có thể diệt hoại, tức là diệt trừ tất cả những nghiệp chướng vô minh đau khổ, phải diệt dứt những điều đó. Xa lìa các sự phải xa lìa có nghĩa trừ bỏ đi những sai lầm. Chẳng hạn, người tu phải trừ các mối tham sân si, học tập thiện pháp, xa lìa ác pháp.
Đấy gọi là bất hoại hồi hướng. Cái gì là bất hoại? Đấy chính là căn lành, là tự tánh giác ngộ của quý vị. Với sự bất hoại hồi hướng, quý vị phải diệt trừ tất cả và chỉ giữ lại những gì là bất hoại. Kinh văn: Bổn giác trạng nhiên giác tẻ Phật giác, danh đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Việt dịch: Tính bản giác sâu lặng giác ngộ bằng Phật gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Giảng giải: Tính bản giác là tánh Như Lai tạng trong tất cả chúng ta, sâu lặng và trong sạch giác ngộ bằng Phật. Sự giác ngộ của tâm chúng ta cũng như sự giác ngộ ở tâm Phật vậy, đấy gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Kinh văn: Tình trần phát minh địa như Phật địa, danh trí nhất thiết xứ hồi hướng. Việt dịch: Tình trần phát ra sáng suốt tâm địa như Phật địa gọi là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Giảng giải: Tình trần chuyển hóa phát ra sáng suốt tâm địa như Phật địa, đây là giai đoạn khởi sự tiến đến địa vị Phật gọi là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Kinh văn: Thế giới Như Lai hỗ tường thiệp nhập đắc vô quái ngại, danh vô tận công đức tạng hồi hướng. Việt dịch: Thế giới và Như Lai dung hợp vào nhau được không ngăn ngại gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Giảng giải: Thế giới và Như Lai dung hợp vào nhau được không ngăn ngại. Thế giới là sinh thân của Như Lai, sinh thân của Như Lai chính là thế giới, cả hai y báo và tranh báo, căn thân và khí giới cũng viên thông vô ngại, đấy gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Nhà vua vua Vũ nhà Lương Trung Quốc là người đặc biệt chú trọng gây dựng công đức. Khi vua gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi: Trẫm xây dựng nhiều đền chùa, độ tăng vô số người, trẫm cũng thường trai xây cầu, làm đường và rất nhiều việc thiện, nói xem trẫm có công đức gì không? Tổ đáp: Không có công đức. Nhà vua tỏ ra thất vọng. Thực ra tổ Đạt Ma muốn cứu độ vua, nhưng vì nghiệp chướng của vua sâu nặng quá nên tổ cũng đành chịu. Cho dù vua có đối diện với vị tổ thứ nhất của Trung Quốc, điều đó giống như nói Đức Quán Thế Âm đứng trước mặt ông ta cũng không nhận ra. Cái tâm từ phương Tây đối trước Lượng Vũ Đế xong chẳng được gì. Tại sao ông ta cần tổ Đạt Ma cứu độ? Đấy là vì tổ biết nhà vua đang gặp nhiều nguy hiểm, tổ muốn đánh thức ông ta nên bỏ nhà đi tu, hoặc ít ra cũng nhường ngôi cho người khác tránh nạn chết đói về cuối đời. Về căn bản, Vũ Đế là ông vua sùng Phật trong thời gian trị vì. Ông đã dùng địa vị hoàng đế ra sức phổ biến Phật Pháp, xây dựng chùa chiền nhiều nơi trong nước. Thế nhưng trong các đời quá khứ, ông ta đã tạo nghiệp quá nặng. Trong kiếp sống trước đó của hoàng đế, ông là một tỳ kheo tu hành trong núi. Ông trồng cây ăn trái, nhưng mỗi lần có trái vừa chín tới thì bị một con khỉ hái trộm mất. Bị nhịn ăn nhiều lần, ông bèn bắt con khỉ giam trong hang đá, định nhốt nó vài hôm cho biết. Không ngờ bận quá, ông quên mất đang giam con khỉ. Chừng phát hiện ra thì con khỉ đã chết đói trong động. Khi vị tỳ kheo kia chuyển sinh làm hoàng đế thì con khỉ cũng tái sinh như một tinh hầu, hiện thân là võ tướng dẫn quân tiến đánh Nam Kinh. Sau khi lấy được Nam Kinh, tinh hầu đã bắt giam Vũ Đế trong tòa tháp, không có thức ăn, phải nhịn đói đến chết. Tổ Đạt Ma thấy nhà vua tích lũy nhiều công đức, ngài nghĩ công đức ấy sẽ làm giảm đi tội chướng, và khi thời cơ có đủ nhân duyên, tổ đã đến cùng Vũ Đế. Đấy là lý do Đạt Ma muốn cứu giúp Vũ Đế, nhưng nhà vua nghĩ mình là quân vương, còn Đạt Ma chỉ là ông tăng nghèo khó, lại nói năng đâu đâu, do đó nên quay lưng với tổ, rốt cục nhà vua phải chịu chết đói dưới tay của tinh hầu. Kinh văn: Ư đồng Phật địa, địa trung các cát, sanh thanh tịnh nhân, y nhân phát huy, thủ niết bàn đạo, danh tùy thuận, bình đẳng thiện căn hồi hướng. Việt dịch: Nơi đồng với Phật địa, trong ấy phát sinh ra các nhân thành tịnh, nương nhân ấy mà phát huy giữ lấy đạo niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Giảng giải: Sau khi Bồ Tát thành tựu vô tận công đức tạng hồi hướng, đoạn nơi đồng với Phật địa, trong ấy phát sinh ra các nhân thành tịnh, trong mỗi nhân phát huy ấy đều trong sáng thành tịnh, nương nhân ấy mà phát huy giữ lấy đạo niết bàn, giữ lấy con đường bất sinh bất diệt, đấy gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Kinh văn: Trần căn ký thành thập phương chúng sanh, giai ngã bản tánh, tánh viên thành tựu bất thất chúng sanh, danh tùy thuận đẳng, quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Việt dịch: Chân căn đã thành tựu, mười phương chúng sinh đều là bản tính của chính mình, bản tính viên mãn thành tựu, không bỏ mất chúng sinh,
gọi là tùy thuận đẳng quá nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Giảng giải chân căn đã thành tựu, mười phương chúng sinh đều là bản tính của chính mình. Mọi người là một và cùng đồng với Bồ Tát, đó là lý do tại sao Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh mà không có chúng sinh nào được độ. Phật và Bồ Tát xem tất cả chúng sinh như thực chất của chính mình, các vị ấy cùng chúng sinh là một. Do đó họ cứu độ chúng sinh mà thực ra chẳng cứu độ chúng sinh nào, đấy là sự cứu độ chính mình, bản tính của chính mình, bản tính viên mãn thành tựu không bỏ mất chúng sinh. Khi cùng với các chúng sinh là một thì chẳng bỏ mất chúng sinh nào. Đây gọi là tùy thuận đẳng quá nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Khác với quan điểm cho rằng các chúng sinh đều hiện hữu ngoại tại, tôi có thể nói các chúng sinh đều nội tại, bởi vì có vô số chúng sinh hiện hữu trong thân của mỗi người chúng ta. Khoa học đã xác định bạch cầu, hồng cầu và vô số vi sinh trong thân thể chúng ta. Nếu quý vị có được Phật nhãn, quý vị cũng sẽ thấy trong thân người có vô số loài hữu thể, rất nhiều những sinh thể cực nhỏ. Ngay cả khi thở ra, quý vị cũng đã cho ra ngoài biết bao hữu thể theo hơi thở. Các chúng như thế đều là hiện thân chúng sinh vậy. Và khi thở vào, chúng ta cũng đưa vào bụng rất nhiều hữu thể. Như vậy thật khó mà xác định rõ ràng là có ăn thịt hay không ăn thịt. Mọi người sống là đều nhờ vào hơi thở, và như thế đó cũng là một mình, một hình thức sát sinh. Quý vị có thể nghĩ như vậy. Dĩ nhiên ở đây tôi không đi sâu vào vấn đề này. Nếu quý vị không tu hành thì các hữu thể trong thân chỉ là những sinh thể bình thường. Nhưng nếu là người tu, chúng sẽ trở thành tánh Phật, chúng sẽ quay trở lại ngọn nguồn căn cội. Quý vị trở về căn nguyên thì chúng cũng theo, đó là tất cả sinh thể nhỏ nhoi ẩn chứa trong quý vị. Nếu quý vị khéo tu, chúng cũng lớn rộng hơn lên và cùng với quý vị là một. Kinh văn: tức nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, duy tức giữ ly nhị vô sở trước, danh chân như tướng hồi hướng. Việt dịch: tức tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cả tức và ly, hai cái đều không vướng mắc, gọi là chân như tướng hồi hướng. Giảng giải: tức tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chính pháp cũng phải xa lìa các tướng, cả tướng pháp cũng xa lìa tướng pháp, cả tức và ly, hai cái đều không vướng mắc, gọi là chân như tướng hồi hướng. Kinh văn: chân đắc sở như thập phương vô ngại, danh vô phược giải thoát hồi hướng. Việt dịch: thật được như như mười phương không ngăn ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Giảng giải: chân như được xác định là thật được như như, hoặc có thể gọi đó là trí tuệ như như. Khi đạt được thì mười phương không ngăn ngại, quý vị có thể xuyên suốt mười phương Phật giới chẳng chút chi ngăn ngại, đấy gọi là vô phược giải thoát hồi hướng, chẳng có gì là ngăn trở, quý vị hoàn toàn tự tại. Kinh văn: tánh đức viên thành pháp giới lượng diệt, danh pháp giới vô lượng hồi hướng. Việt dịch: tính đức thành tựu viên mãn, lượng của pháp giới diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Giảng giải: trước khi tính đức được thành tựu, trước khi chưa hòa nhập với pháp giới, quý vị tất sẽ không biết được giới hạn của pháp giới. Khi tính đức thành tựu và hòa hợp được với pháp giới, quý vị sẽ hiểu được giới hạn của pháp giới. Tuy nhiên đó cũng chỉ là giới hạn, quý vị chưa thật sự đạt được trọn vẹn viên mãn. Này thì tính đức thành tựu viên mãn, lượng của pháp giới diệt, cả pháp giới cũng là không, đấy gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Tứ gia hạnh. Kinh văn: a nan, thị thiện nam tử tận thị thành tịnh tứ thập nhất tâm, thứ thành tứ chủng diệu viên gia hạnh. Việt dịch: a nan, thiện nam tử đó tu hết 41 tâm thành tịnh đó xong thì lại thành tựu bốn thứ gia hạnh diệu viên. Giảng giải: